Trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, sau phần tin là phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán tại thị trấn Văn Giang. Kính thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm, huyện Văn Lâm giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, xảy ra 24 vụ, làm 11 người chết và bị thương 16 người. Qua số liệu cho thấy, tuy giảm nhưng tình hình tai nạn vẫn ở mức trên 2 con số. Nỗi lo tai nạn giao thông vẫn ám ảnh nhiều người dân đã chứng kiến nhiều vụ việc xảy ra. So với cùng kỳ giảm 3 vụ, giảm 1 người chết và 1 người bị thương, trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 22 vụ, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, chuyển hướng không chú ý, vi phạm tốc độ và qua đường không chú ý quan sát. Ngoài nguyên nhân do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông còn hạn chế thì có phần nguyên nhân khách quan do hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp. Một số khu vực nút giao chưa phù hợp, cộng với đó là mật độ phương tiện tham gia giao thông trốn trạm thu phí trên quốc lộ 5 đi vào các tuyến đường tỉnh đường huyện ngày một lớn. Trong 9 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Mỹ Hào đã tăng cường xử lý các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông và các lỗi gián tiếp với tổng số tiền là gần 600 triệu đồng. Theo đó, cảnh sát giao thông công an thị xã Mỹ Hào xử lý 78 người lỗi vi phạm nồng độ cồn theo nghị định 100 của chính phủ, phạt gần 264 triệu đồng. Phát hiện xử lý gần 60 phương tiện chở quá tải trọng xe và cầu đường bộ tăng trên 72%, phạt trên 253 triệu đồng. Phạt 118 trường hợp vi phạm giao thông tĩnh như dừng đỗ xe trái phép, tăng xử phạt so với cùng kỳ 10%, qua đó xử phạt vi phạm hành chính gần 58 triệu đồng. Việc tăng cường xử phạt người vi phạm nồng độ cồn, xe chở hàng quá tải và lỗi giao thông tĩnh góp phần giảm bớt các vi phạm do họp chợ, do cố tình chở hàng hóa quá tải và sử dụng chất có cồn rồi tham gia giao thông nhằm kiềm chế tai nạn trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện Ân Thi đang có nhiều bãi tập kết nguyên vật liệu tự phát nằm ngay bên lề đường giao thông, chưa có giấy phép gây mất an toàn giao thông. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện đang có gần 20 điểm tập kết nguyên vật liệu tại các địa điểm ở gần khu vực các ngã ba, ngã tư, rải khắp các xã của huyện. Cụ thể, như bãi vật liệu xây dựng tại khu vực ngã tư, nút giao đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Đinh Bình với đường trục xã Hạ Lễ. Bãi vật liệu tại ngã tư tỉnh Lộ 200 với đường trục xã Hoàng Hoa Thám. Bãi vật liệu tại thôn Phúc Tá, gần ngã tư quốc lộ 38 và đường tỉnh 199, địa bàn xã Tân Phúc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên đường tỉnh 179, tuyến đường chính đi qua thị trấn Văn Giang đang tồn tại tình trạng nhiều tiểu thương lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán gây ách tắc giao thông. Đây là hình ảnh tuyến đường trục huyết mạch dài gần 5 km đi qua thị trấn Văn Giang. Các hộ dân tự ý đặt biển quảng cáo trên vỉa hè để dành diện tích rộng hơn cho việc kinh doanh. Đường ở đây bây giờ là hẹp ách tắc, mà hơi tí là ô tô cái là ùn tắc ngay. Công an giao thông với lại công an thị trấn vẫn đi thu, nhưng mà đi thu xong bắt thì là bắt đầu là đâu lại phải đây. Với 3 xã và 1 khu phố, thị trấn Văn Giang hiện có 1,1 vạn dân. Bên cạnh số dân bản địa thì cư dân tại khu đô thị Eco Park liền kề cũng khiến cho mật độ dân số tham gia giao thông tại thị trấn này luôn ở mức cao nhất tỉnh Hưng Yên. Thực tế là các hộ kinh doanh buôn bán là vẫn vi phạm khi không có lực lượng chức năng, lực lượng công an thị trấn. Thời gian tới thì lực lượng công an thị trấn sẽ xây dựng các cái kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái hộ kinh doanh cố tình vi phạm. Được biết, hiện chỉ có 5 biên chế nên việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đây mới chỉ dừng ở biên bản cam kết và nhắc nhở. Khó khăn về lực lượng đã khiến cho tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông diễn ra phổ biến tại đây. Mặt khác, do công an thị trấn trong gần một năm qua chưa hề lập biên bản xử phạt hành chính nào và chính quyền thị trấn Văn Giang chưa có biện pháp kiên quyết nên tuyến đường thường xuyên bị ách tắc. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.